đạo diễn Khương Ngọc và diễn viên Quốc Khánh. Chào mừng cả hai đến với khách đến chơi nhà. Yeah, em chào chị, em chào anh Khương Ngọc. À anh chào em. <laughs> em chào diễn viên Quốc Khánh. Uh, chắc là mình sẽ giới thiệu một chút xíu thông tin về lý do ngày hôm nay mà mình có mặt ở đây đi. Thông thường là chị sẽ giới thiệu cái lý do đó nhưng mà ngày hôm nay muốn nhường cho mọi người gọi như là tiên khách hậu chủ. Ủa, à. tiên khách hậu chủ á chị? đúng rồi em nhớ câu đó là tiên chủ hậu khách mà chị. không giờ nó vậy đó à, dạ. với em nó phải khác hơn người ta dạ, xíu dạ xin cảm ơn chương trình đến chơi nhà à, khách đến chơi nhà và chị kim thanh thật là tuyệt vời nãy mình tập sao nói đi em <laughs> không không em nghĩ là mình vô cái 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 chủ đề chính của chị vương thanh hỏi đi kim em, thanh mình... nói Ô, lộn lộn, lộn luôn lộn đó trời tôi Ủa? không có biết hát ừ dạ yeah, em sorry chị kim thanh ừ. thì Nên mục đích tập... em tới đây là anh ngọc kêu em đó <laughs> là mình nói chuyện đó đó nãy tập sao nói đi em để mình ừ. tập rồi tập cái chào đó tập chào <laughs> trời ừ. ơi mọi ngày người không? ơi cứ hai, não người... Em hoài. hai người này làm giống như là hả em bé 3 tuổi mới chập chững tập nói Mà trong khi là ở trong giới người ta đóng mở hoặc kép người ta nói là quỷ hết rồi thì ngày hôm nay uh... em với à, anh em... ngọc giống như là bây giờ là hai người đang ở trong hai giai đoạn khác nhau á em là kiểu đang trẻ trung mà đang trên giai đoạn trưởng thành ừ còn anh ngọc là kiểu trưởng thành rồi đang trên giai đoạn trên đà trượt xuống á ừ. kiểu là trẻ trung lại hay sao á, thấy ảnh à, nói chuyện á, em đôi khi em 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 bắt không kịp luôn á đôi khi em thấy ảnh giống như là một đứa trẻ luôn á đó tự nhiên cái mình nói mình trẻ mình nghiêm túc lại ngọc á em xem hết những cái vai diễn mà ngọc đóng đúng không không đâu chị em coi chứ em biết chứ em sao sao đúng không em ờ à, lúc mà em em, không có bình thường cái, cái cái nét diễn ông bị ngứa bị giống như là bị bị ứa ứa trong người mình á coi coi nó bị tức tức ở đây nè coi như cái chị cảm xem đó. là mấy cái vai ngọc chị phát ghét không có ưa vai nào hết trơn ủa cuối cùng chương trình hôm nay là có chủ đề gì vậy mọi người cả ai biết đâu nè à, hôm nay à, à, bọn chúng em đến đây à, chủ yếu là để quảng bá cho bộ phim live phát trực tiếp đang chiếu <laughs> rần rần ở ngoài rạp đó quý vị và các bạn ạ à, À, trước khi nói về bộ phim live à, phát trực tiếp đang trình chiếu tại các rạp thì kim thanh cũng giới thiệu luôn là bộ phim này á, ekip dự định làm rất là nhiều phần mà ủa? không hiểu tại sao mà cái bây giờ ra rạp á, thì không có ghi là live một live part one part 2 gì đó hả tại vì ủa mà em có nói chị hồi nào là em làm nhiều phần sao tự nhiên chị lên chị nói làm nhiều phần thôi chị... ủa em họp báo xong cái bộ phim á chiếu premiere có khánh ở đó mà khánh nói là cái bộ phim thắng thì mình sẽ làm phần tiếp theo thì đương nhiên phim thắng rồi à em chỗ <laughs> tuyệt vời quá nếu mà, mà ai cũng nói vậy thì chắc là mình may mắn lắm á thì mình cứ lan tỏa cái cái niềm năng lượng tích cực đó để cho, cho phim thắng lẹ đi phong thủy cái đó là em mong muốn chị chứ ừ. chị, chị đừng có quy định là em sẽ làm nhiều <laughs> phần mà giả sử với em sẽ sẵn đây em trả lời câu hỏi của chị luôn dạ thưa chị kim thanh ạ à, là bây giờ chị cái xu hướng á chị cái kiểu phim á chị là người ta là ta không đánh số người ta đánh là ví dụ như phần một like phát trực tiếp ừ. thì phần 2 nó sẽ là phát gián tiếp à. kiểu vậy phần 3 nó sẽ là phát 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 kiểu <laughs> đó nó phải tên đúng không tên nó phải khác không? phát gì cũng được đừng có phát sợ là được rồi, rồi. Ừ. nói chung á là trước khi mà khánh cũng như là ngọc vào Phòng Thu qua đài trò chuyện với Kim Thanh thì bạn làm truyền thông cho cái bộ phim này á có nói với Kim Thanh một câu đại ý là em khá là lo lắng tại uh, Khánh á, bên ngoài Khánh là một người hơi trầm tính ít nói và Ngọc thì sao sao đó chị cho nên là không biết là liệu mình có nói chuyện được hay không mà mọi người nghe từ nãy giờ đó Kim Thanh cũng đâu có kịp nói được gì nhiều. ờ, <laughs> ừ tính là chị không nói được gì luôn á ừ. trời ơi, chương trình của chị mà chị không nói được gì luôn thôi, đó. cứ để cho chị dẫn dắt đi tại, tại, vì em với anh ngọc á là bị cái tật nói nhiều vậy thôi chứ nếu như mà ai mà nghe kỹ sẽ thấy nó rất là lan man lan man không lan man hai anh em làm việc lan man lắm mà kiểu là chỉ có hai anh em hiểu là tại sao phải lan man như vậy thôi ừ. nói chứ mình sẽ dành vài phút đầu của chương trình để mình tóm tắt cho các thính giả hiểu là phim live phát trực tiếp là cái bộ phim nói về cái gì để người ta hiểu là à nó nội dung gì hấp dẫn hay không và thể loại gì để người ta đi ra rạp bây giờ là 3 phút dành cho quảng cáo Ủa chị ơi mình có cái phần <laughs> mà gửi trước có mình đọc cái nội dung đó cái nó hay nó được soạn văn chương đó, không, rất là tuyệt vời ấy. đây là một cái talk show mà nếu mà đọc cái nội dung thì cái phong cách của nó nghe rất là chán mà trong khi có đạo diễn với diễn viên chính ở đây làm gì Vậy thì chắc là cái lời nói là phải nhường cho đạo diễn rồi Tại vì diễn viên chính thì đôi khi là em cũng là diễn một đoạn nào đó, một phần nào đó thôi Ủa là chính là diễn một đoạn là sao em? Chính là phải diễn nguyên cái phim như chính diễn một đoạn là ai mà không, không, ý là <laughs> tình tiết của em xuất hiện á, có những tình tiết em không xuất hiện Cho nên là để mà câu trả lời bao quát nhất là chắc chắn là anh rồi Thì bây giờ mình mình nói cái phần mình xuất hiện đi, người ta đang mong chờ diễn viên chính nói thì em nói cái phần em Thôi bây giờ đạo thôi. diễn nói đi, mệt quá Dạ, thưa quý vị. <cười> <cười> Đây là một cái bộ phim về đài, đề tài mạng xã hội về những cái người uh, sử dụng mạng xã hội uh, và về cái cách mà chúng ta đang sử dụng mạng xã hội như hiện tại uh, nó là những cái thói quen nó những là những cái uh, cái điểm nóng uh, mà quý vị khán giả có thể thấy mình ở đâu đó ở trong bộ phim này uh, trừ hai nhân vật chính tại vì đó là hai con người uh, làm bằng mọi thứ bằng mọi giá để đạt được cái mục đích mình muốn bằng cái công cụ mạng xã hội nhưng mà chị cảm giác là mình thiên uh, qua tiktok nhiều hơn các nền tảng khác đúng không em không có quảng cáo trên nền tảng đó nhưng mà em sẽ uh, uh, sử dụng cái, cái... cách đó Dạ yeah, là em sẽ uh, cái đó là tại vì bây giờ là cái cái nền tảng đó là đang là nền tảng đang đang chiếm ưu thế tại vì hình như là, hầu như là toàn thế giới các ngôi sao lớn đều xài cái cái nền tảng đó đúng không cái nói đi Dạ đúng không? rồi em thấy thì đó là cái xu hướng thôi thì cái xu hướng nó cũng là cái thực tại của cuộc sống và ừ. em nghĩ là phim anh ngọc đề cao cái việc mà cái cuộc sống mình nó 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 hiện hiện hữu cái gì thì mình sẽ có trong phim ừ. thì em thấy cái việc này nó cũng bình thường ừ. à, vậy thì bây giờ em sẽ nói cái mảng của anh em đi cái mảng của em là mảng này cái mảng là cái mảng mà em sẽ livestream em phát trực tiếp ở trong phim đó đúng rồi em à... nói cái nhân vật của em đó cho mọi người cảm thấy kích thích để đi tới coi phim đấy thì nhân vật của em thật sự nó rộng lắm bây giờ là phải có một cái câu hỏi gì đó mà cụ thể thì em rồi trong phim nhân vật của em là một nhân vật như thế nào làm cái gì và bị cái gì ờ, nhân vật của em nhân vật này là một cái bản ngã của con người em luôn á thực sự khi mà anh Ngọc mời em cái vai này đó, thì em 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 nghĩ như thế này nè sao mà có, có có thể mà cho tôi đóng một cái vai mà tôi à, là một cái thứ gì đó nó nằm ở trong người em em, em em không có dám thể hiện nó ra quá nhiều Tức là cái nhân vật này nó là cái nhân vật nó nó nghĩ gì nó nói đó tức là trong suy nghĩ không có đúng sai chỉ có nghĩ là thật hay không thật thôi thì à, đó là cái mà em nghĩ là trong cuộc sống của em thường ngày em 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 ít khi nào mà em à, dám làm như nhân vật lắm mà khi mà em đọc kịch bản em thấy nhân vật à, là một con người như vậy Mặc dù mình biết là cũng bởi vì như vậy cho nên là cuộc sống người ta xảy ra nhiều cái tác động vô Nhưng mà khoảng thời gian mà em được sống trong cái nhân vật đó, là khoảng thời gian em cảm thấy em giống như là được trị liệu tâm lý nhất Em thoải mái lắm Ồ thế thì em cũng mặn lắm á Dạ sao vậy Gu mặn á Vậy là phim này Cái là phim vai chửi... như vậy mà trị liệu trong tâm lý cho em là gu em nặng Dạ đúng vậy, rồi Phim này là phim chữa lành Sau khi mà Khánh nói xong á Thì kính thưa quý vị Đây là một bộ phim chữa lành Là quý vị đi coi là sẽ được chữa lành trong tâm hồn Không thề Tại vì á khi mà đọc kịch bản phim này á, những người xung quanh em á ai cũng nghĩ là cái nhân vật em là cái người sai. Nhưng mà em đọc kịch bản em thấy chả thấy nhân vật em sai cả, em thấy nhân vật em là nạn nhân của xã hội. Em nói thật. Ok. Em là nạn nhân của xã hội. Dạ đúng rồi. Em 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 Nhưng em mà mà em đã làm gì để cho em trở thành nạn nhân? Em phải em đã em, làm gì? Em vì... nói ví dụ là nếu như mà nếu mà em nói ra thì nó sẽ dễ bị spoil. Ờ, anh hiểu <laughs> em không? À, à, à phải giấu hả? Ờ, cho nên ừ. là em 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 hiểu là cái 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 cách thể hiện của cái cái nhân vật này á, nó 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 không giống như là cái cách bình thường mà quốc khánh hay uh, ứng xử với lại cuộc sống ngoài kia tại vì uh, em thì em có cái sự kiềm chế hơn trong cái việc mà mình mình nói cái điều này tức là đôi khi mình thấy cái việc này nó nó sai cho nên mình chọn quyết định mình không nói nó đôi khi em tránh né nó những cái sự tiêu cực em tránh né nó ví dụ như là em ăn ổ bánh mì em đâu bao giờ à, trước mặt đông người mà em nói ổ bánh mì này dở quá hay là như thế nào đó nhưng mà cái nhân vật này thì nó khác, nó sống cho cái sự thật, nó sống cho bản thân nó và cái điều đó em thấy là em hơi bị thiếu trong cái khoảng thời gian mà trước đây của em. Cho nên cái việc mà anh Ngọc ảnh dẫn dắt em vào cái cái nhân vật này á và anh Ngọc còn cho em cái điều kiện là anh Ngọc nói là Khánh anh thấy là kiểu giống như là em anh nói chuyện với em anh thấy là em có thể sẵn sàng tiếp bất kỳ câu chuyện của bất kỳ người nào cho nên là anh muốn từ đây về sau em trong cái đoàn phim này em muốn nói chuyện với ai thì em nói còn em mà cảm thấy là em không muốn nói chuyện với người này thì em im luôn, em đừng nói, thậm chí ngay cả anh em cũng có thể đối xử như vậy. Làm như thế nào mà để bộc lộ ra được cái cái cá tính của em nhất. Em phải là một cái người độc lập nhất trong cái suy nghĩ thì ừ. ok. Um những cái mà nhân vật của um, Khánh tức là Hoàng Review á yeah. ở trong cái bộ phim này á bên ngoài em có thấy những cái nhân vật dễ thường xuyên không? em cảm thấy cái thế giới đó đối với một cái thế giới thật của em như thế nào những nhân vật đó bên ngoài thì em thấy thường xuyên hay không à ừ. nếu như mà thấy mà giống giống thì em nghĩ là chắc khán giả sẽ thấy một vài người còn để mà sâu thật bên trong cái nhân vật của em thì em cũng chưa chắc là người ta có có giống như em không giống như em thì nhân vật hoàng của em thì em nói rồi ngay cả khi mà em bị bất kỳ chuyện gì, em vẫn không bao giờ cảm thấy em là người sai hết. <laughs> Tại vì Ồ, cái, được đó, đó, cái đó được. cái đó là là sự thật mọi người hiểu không? Đó đó là sự thật mặc dù là em nói thật sự á, cái tính mình hay có một cái em có một cái tính xấu, tức là khi mà em nhìn một cái người nào đó em sẽ hay khi em nhìn một cái sự vật nào đó em sẽ kiểu hay bị vô thức mình nhận xét nó. Ví dụ cái này chỗ sao xấu quá, cái này ô sao lùn quá, cái này sao thấy kêu á cái đó thường thường mình sẽ tránh né đó như em em sẽ không có nói tại vì em nghĩ là nói cũng chả có gì á nhưng mà đôi khi có một số người họ nghĩ là mày chọn không nói thôi nhưng mà tao chọn nói tại vì cái đó là góc nhìn của tao và đôi khi mày đón nhận cái góc nhìn của sự thật đó của tao như thế nào thì tùy 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 bạn nhưng mà tôi cho bạn cái sự thật à như vậy tức là ngọc cũng đã quan sát em đủ lâu để phát hiện được con người thật đó của em em không biết anh. em không biết cái đó anh ngọc chứ em, em nói gì. là những cái mà em thể hiện ra bên ngoài uh, trong cái tác phẩm của em hoặc là những cái hình ảnh của em trước công chúng đó, nó không có giống phim này đúng không dạ. nó phải khác hết toàn bộ thì tức là ngọc cũng phải quan sát em ghê lắm luôn á mới biết vậy đúng em đúng. chưa có quan sát khánh nhiều đâu nhưng mà trong lúc mà khánh trả lời chỉ quan sát chị thôi lâu lâu em thấy chị cười mỉm 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 mỉm, mỉm. ủa trời. chị đang nói là em quan sát trước em mới mời <laughs> vô vai diễn này lúc đó chị đâu trời cái lúc mà không em nói là lúc mà khánh đang trả lời em nhìn mặt chị thú vị lắm luôn á mặt, mặt chị ừ. đang chạy chửi mỉm 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 xong rồi em có thể nghĩ là bà sắp hỏi nữa rồi bà sắp hỏi nữa rồi đó kiểu gì á vui lắm chị Trời cái khả năng quan sát của em nói vậy đó thì bây giờ chị lâu quá chị không gặp em chị không ngờ em bữa nay tới mức độ này yeah. <laughs> đó mới là 10% phần trăm công lực thôi đó chị mà em bị vậy lâu chưa đó là cũng là khá lâu rồi đó mà em chưa bộc lộ ra thôi ok mới có 10% phần trăm công lực nhưng mà tóm lại biết khánh bao lâu rồi em Tức gặp là gặp khánh được hai lần biết khánh đó, chứ không phải là gặp biết biết khánh là biết rất lâu rồi biết cái 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 bản ngã của cái nhân vật mà tôi không bao giờ thấy tôi sai đó để mời vô đóng cái vai này á. Không, cái nếu mà nói mà biết cái bản ngã tôi không bao giờ thấy tôi sai thì không phải. Mà em biết một cái điều là Khánh sẽ cái nhân vật đó. Đó, bây giờ là Khánh nói là Khánh hơi hao hao thì em biết nha. Nhưng mà Khánh sẽ nói cái điều đó và Khánh nghĩ cái điều đó là đúng, chứ không phải là nói là Khánh lúc nào cũng đúng và Khánh à. không bao giờ sai cái người đó sẽ nói lên cái điều đó nếu họ nghĩ là cái điều đó đúng. Và nếu như mọi người thấy cái điều đó, khiến mà cái lời nói của, của, của nhân vật này nói ra mà mọi người kêu là tại sao mày lại nói một cái điều đó nó tiêu cực vậy. Mọi người tấn công cái người này thì người này vẫn suy nghĩ là <laughs> Ủa, tôi chỉ nói là cái suy nghĩ của tôi là tôi thấy cái điều này nó như vậy. Ừ. Đô thính giả hiểu nãy giờ Ngọc nói gì <cười> <cười> không hiểu luôn hả hai anh em chị hiểu nhưng mà đó. cái cách em nói sẽ làm cho mọi người nghe qua một lần sẽ hơi bối rối một chút xíu nhưng Chết mà rồi. ờ tóm lại mình bỏ cái đoạn đó đi chị muốn hỏi là khánh với ngọc khánh ngọc, khánh ngọc. <cười> <cười> là mình có phải là đóng mẫu hoặc kép là con ma của lướt mạng hay không em là không rồi đó em là không rồi đó em là người lâu tech lâu khi á em cũng vậy em em chưa bao giờ hả kiểu kiểu xăm soi lướt mạng như em ít trả lời cái kiểu tin nhắn lắm luôn á ai có gì em thì gọi điện thoại cho em sẽ kiếm em nhanh nhất chứ không phải là nhắn tin cho em. À không phải lướt theo cái kiểu mà cái tài khoản của mình mà ví dụ như ở trên mạng xã hội ngày hôm nay có drama gì đúng, nè. Đúng đúng rồi đó. Đó rồi tìm hiểu những cái trào lưu hay là cái gì đó hôm nay có gì hot đó, cái chuyện gì đang xảy ra là mình cũng hay tìm hiểu để mình biết á. Em... Thật thực tế là em là người không biết cái đó luôn á em không có không không có kỹ năng đó luôn nha nhưng mà em có một cái điều mà em có thể biết được là em có những người bạn rất tuyệt vời những cái người bạn đang ngồi ví dụ như một cái người chị ngồi trước mặt em đây là Ủa? có chuyện gì em ví dụ chị chị chào này có chuyện gì vậy sao? À, <laughs> à vậy <laughs> là chị biết em ai là em đang nói khả như đúng không Khả <laughs> à, như sao gọi là chị chị thiệt luôn á. Ủa tại vì em chưa từng hỏi chị mấy cái đó mẹ. Cho em... nên là chị đang tự hỏi là ai. à vậy hả? Những chị người bạn ơi, tuyệt vời của em, em là ai? Tưởng ra thôi, dạ đúng rồi. Một cái chị nào đó mà kiểu chị chị có có nắm được thông tin nó có kỹ năng lướt á. Ừ. Ừ. Với lại chị cũng làm cũng bên truyền thông á. Cho ừ. nên là chị cũng nắm được nhiều thông tin á. Thì ví dụ như thực nói nói một cách nghiêm túc thì thì em em cũng là cái người không có thực sự quan tâm. Cái thứ hai là em cũng không không có kỹ năng nhưng mà nếu mà nhưng mà có một điều may mắn là tại vì khi mà em làm việc với nhiều người á thì mọi người hay nói với với nhau về cái chuyện là ờ à, bây giờ chuyện đã đang xảy ra chuyện này chuyện này chuyện này chuyện này hoặc là em đi diễn kịch á thì mấy đứa nhỏ ở sân khấu á <laughs> thì bây giờ em nói là à, em muốn diễn này nè mấy đứa ở trên mạng đang có chuyện gì vậy thì mấy đứa nó sẽ dạy em là bây giờ đang có chuyện này nè chuyện này nè chuyện này nè giờ anh diễn này cái chuyện này đi là khán giả người ta sẽ bắt biết được cái chuyện đó đó là em đó <laughs> không có bắt trend không biết trend mà đi làm một cái bộ phim rất trend hết ngộ ha. Trời ơi, chị nghĩ sao vậy? Thì bởi vì em đã kể rồi là xung quanh em có đó rất là nhiều đứa giỏi mà. Ừ. Cho nên là em sẽ hỏi mấy đứa mấy đứa nhỏ Tức là xung quanh Cái em... cái đầu vô của ảnh không phải là trực tiếp ừ. mà cái đầu vô của ảnh đôi khi nó là cái sự gián tiếp, đôi khi là ảnh biết hết á. ừ. em cũng vậy là đôi khi là biết mà giả dạ vờ không biết đó hả đúng không tức là chắc em nghĩ là em với anh ngọc <laughs> giống nhau ở chỗ là đôi khi không mình không cố gắng mình tìm cái chuyện đó mà cái chuyện đó nó ập tới với mình ừ. nhưng mà em là được uh, cộng đồng mạng đặt rất là nhiều biệt danh và kiểu như là ở so sồ là tên của quốc khánh khá là nổi đó đúng rồi. em nói em không biết chị cảm giác sao khó tin quá à? ừ. em nói thật với chị luôn đó, là tất cả những tin tức trên mạng đều là bạn gái em nói cho em nghe hết Ừ. tức là khi mà bạn gái em nói ủa anh anh có biết thông tin như thế này không cái em lúc nào cũng ủa có hả thì em sẽ móc điện thoại ra em coi nói, à rồi hết nhưng mà em em cũng phải biết là em hot ở trên social chứ hả ờ, em cũng không em không thể nào tự đánh giá bản thân em được tại vì khi mà em tự đánh giá bản thân em thấy bản thân em tiêu cực lắm em có góc nhìn rất là tiêu cực về bản ủa, thân Ủa đánh giá tại sao tiêu em đánh giá cực em tiêu cực tiêu cực ờ. chỗ nào ờ em chả biết ông trời sinh em ra là như vậy tức là em không thể nào nhìn em một cách khách quan được. Sao kỳ vậy? Ờ, đó, nói chung là cái, cái, em thấy con người em cũng thú vị cute dễ thương, tức là em khi mà em làm một cái sản phẩm nào vô đó, có thiểu cả, cả chục người khen em nhưng mà em vẫn em vẫn nghe, em vẫn hiểu á, em đôi khi em vẫn biết họ khen đúng á. Nhưng mà em bị cái tật trời sinh em là em cứ nhìn chằm chằm vào những cái uh, mặt hạn chế của mình, sau đó em đắm chìm vô nó em phân tích nó em nghĩ về nó nhiều cho nên để mà khi mà người ta hỏi em một câu là mày thấy mày giỏi không hay là mày thấy mày ok chưa thì câu trả lời của em lúc nào cũng thấy tao thấy tao tệ chưa ổn lắm. Ủa <laughs> sao vậy? Nhưng mà em không sao em in cho với cái chuyện đó nha em biết tức là em biết tức là em 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 biết là em xấu tính em biết là em tiêu cực cho nên là mỗi lần em trải qua chuyện đó em thấy bình thường giống như tối nay sau khi phim chiếu về <laughs> ai khen em thì khen em không tin em nằm đó. Em nằm đó em suy nghĩ suy nghĩ mình đã còn thiếu cái gì, hạn chế cái gì nằm đó suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ xong rồi tận hưởng cái cái sự mà gọi là hả, tiêu cực đó. Tiêu cực đó của mình xong rồi đàn hồi đọc lại những cái tin nhắn của bạn bè của anh em xong rồi mình hả, giống như là mình tập gym xong rồi mình ăn uống lại cho mình khỏe khoắn rồi mình đi ngủ thôi. Giống như là em em đã trải qua cái chuyện đó nhiều rồi cho nên em cũng quen lắm rồi. Chị sẽ ghi nhớ điều này rất là rõ. Sau này chị sẽ không bao giờ khen em đâu. <cười> <cười> Đúng gì? rồi, em không biết đón những cái lời khen như thế nào. Không, đó. nhưng mà nếu mà chị tiếp chị phải giúp đỡ thằng bé là cho, cho hạn chế cái lời chê, chứ bây giờ chị chê nhiều hơn nữa thì cái lời chê nó sẽ lên nhân lên nhiều đó, thì thì không tốt, chị phải Bé tạo nó nhiều. enjoy mà em không em in số rồi cho với cái giới một cái số em, lượng giới hạn thôi em thề được. không anh ơi em em thề <laughs> bây giờ trên đời này ai chửi em em cũng không sợ hết tại vì trước khi mọi người chê em em đã tự chê em rồi cho nên là những cái lời mọi người chê em nó còn nhẹ nhàng so với những cái lời miệt thị tự của em dành cho em lắm đó người nó vậy rồi em tại ừ. đó quý vị <laughs> nhớ ra xem cái nhân vật đó nha nãy giờ quý vị đang đang cảm nhận cái nhân vật trong phim uh, nhân vật hoàng review ừ. nhưng mà Chẳng nghe nè hoàng ngày hôm qua sau khi mà chị nói chuyện với ngọc á về cái vụ mà con giòi ở trong ổ bánh mì à, mà à, em ăn á à, thì á nói để... ngọc nói á là con giòi đó không phải là nuôi từ trái ổi mà là từ động vật đó em không tin không <laughs> thấy tin. chưa thấy chưa khánh không là tin. cái người chị có nói những cái lời tích cực đi nữa thật sự sự thật đi nữa thì có, cũng không có thể nào tin được sự thật đó bây giờ là Em hãy thề dưới ánh đèn phòng là bây giờ em kể cho chuyện cho Sao chị mà nghe thì con dòi. cái đêm có chuyện thề thốt rồi, mình đang nói chuyện với giữa một bầu trời khoa học mà mình đem cái chuyện thề thốt với chị. Thật mình ra với em quý vị khán giả. em cũng có suy nghĩ đó cũng lâu rồi trước khi chị nói em cũng nghĩ là ừ. ông này có khi nào ông cho mình ăn con dồi mà kiểu dồi mà nó lấy từ cái động vật gì đó ra hay không? Nhưng mà em có tìm hiểu về dồi sau khi anh Ngọc nói em ăn dồi xong là về là em cả một đêm em share Google nào là ăn dồi có chết không? rồi dồi động vật hình dạng như thế nào, rồi dồi ổi hay là dồi trái cây hình dạng như thế nào? Thấy chưa? Người ta có Bây giờ á, em biết cái hình dạng đó rồi, em đã xác định rồi. Bây giờ cho dù mà em có nghe ai nói là anh Ngọc lấy cái dồi đó từ xác con chuột đi chẳng hạn nói hơi ghê thì em vẫn cảm thấy nó giống con dòi ổi thì à. em vẫn thấy đó là sự thành công của anh Ngọc. Và em thấy nó ngon đúng không? không làm sao Nhưng mà làm sao chị đặt ừ. cái chuyện là em mắc diễn ăn dòi ừ. được đó là em tuyển bạn diễn cho diễn viên tương tác với lại bạn diễn à cái kiểu như là uh, cái giải mâm xôi vàng á nó có những cái kiểu như là uh, cặp đôi diễn tệ nhất năm uh, là anh diễn viên a và con két của ảnh kiểu thế đó hả mà sao chị không có ừ. ví dụ giải oscar mà chị ví dụ giải mâm xôi vàng Tại vì Oscar không có hạng mục như vậy. Thì bây giờ chị kiếm một cái hạng mục nào đó mà về giải thưởng khen á tự nhiên chị chọn cái hạng mục giải thưởng mâm xôi. Tại vì không Oscar không có là bộ đôi hỗ trợ cái kiểu như vậy cặp đôi thì bây giờ dòi với lại Khánh là cặp đôi với nhau thì chỉ có mâm xôi nó mới có cặp đôi như vậy. Cũng được, em em cũng thấy thích luôn. Thật sự bây giờ mâm xôi hay là Oscar gì em cũng thấy là một cái cảm xúc mạnh mà người ta dành cho mình là em cũng đều thấy tuyệt vời. Thì có chứ em cũng muốn được mâm xôi lắm mâm xôi cũng được qua quốc tế chứ mà. Nhưng mà tính ra nha chị đang ghi... Con dòi đó là VFX đó Trời ơi chị Làm sao mà VFX được chị nói vậy Là những con dòi nó chết trong miệng em tội nghiệp nó nó buồn Ủa tại vì nó nhỏ lắm cái đó vẽ Làm sao mà Khó khăn đâu Trời ơi. đâu ai thấy rõ đâu Quý vị khán giả phải đi coi phim mới biết được Là con dòi đó, đó nó là vẽ hay không vẽ Tại vì không Ủa, có con bây giòi... giờ VFX nó thật lắm em nhìn không biết được đâu Trời ơi ý chị nói là thật hả Con dòi giả gì mà chị kêu thật cái gì Ừ thì đó thì tức Bà là nhìn nó thật không nhưng có mà nó là vẽ, vẽ cái con giòi mà nó mờ vậy á chị ơi <laughs> <laughs> người ta vẽ là vẽ một con giòi nó rõ mồm một còn đàn này vẽ vẽ con giòi mà vẽ con giò mờ dữ vậy thì lúc người ta vẽ nét xong người ta chỉnh mờ nhưng mà tóm lại á là em ăn con giòi thật luôn Từ tới mấy tác con, con luôn dội. có không? Đừng, đừng có không nói không ăn giòi thật ra ăn ăn là tại vì mình bỏ vô miệng thôi chứ thật ra là nó 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 chỉ chạy quanh cái vòm miệng em vậy nè là ba con em nhớ ba con nhưng mà em phải có nuốt vô chứ cái nguyên tắc là cái gì ở trong miệng hồi mình em cũng nói, nói chịu mình cũng phải nuốt cái nư của em là em nói là, là 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 lúc đó là em thấy mặt diễn viên cũng hơi nhót nhót rồi chứ nư của em là em sẽ làm em sẽ làm là bây giờ mà số lượng giò ít quá chứ không thôi là em sẽ nói là bây giờ anh sẽ đặt con dòi ở giữa cái lưỡi của em sau đó em bắt đầu em mở miệng ra sau đó em lè cái lưỡi ra sau đó em đưa con dòi nó chuyển động ra chứ không phải là để ngay ở rìa nhưng mà nhưng mà mình nếu mà là con dồi thật ngang nguyên tắc á nó đang sống đúng không đúng. bỏ vô giữa lưỡi phong nó ngọ ngoại phải không? là mình cảm giác là mình phải nuốt vô liền lão mình phải ráng mình giữ đó chứ mình đang à, diễn không đang à. hỏi khánh mà à, không à. ý là cũng không có nuốt được đâu chị ơi em ừ. nghĩ là lúc đó em không ối ra thì thôi thì không thể nào mà nuốt được á chỉ sợ là con dồi nó 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 không phải nó ngoan ngoẩy mà thật sự là con dồi nó sẽ bò nó không có ngoe nó không có đứng yên ngoe đâu nó sẽ bò giống như con dồi thứ hai mà nó nó ấy trong miệng em luôn á oh, là okay. tại vì nó bò đáng lẽ là để nẹp ở dưới mà nó bò một hồi nó bò lên trên nó bò vô cái hốc mà răng khôn luôn nó muốn chui vô đây nó muốn chui vô cái miệng mình em quán quá em mới khạc ra một cái thì thì nó hy sinh luôn chị đang nghĩ là có con nào nó đã vô rồi không mà có có vô rồi mà em cũng còn sống vậy là em cũng thấy ok ủa thì nó ăn ổi thì mình ăn nó nhưng mình ăn ổi thôi <laughs> nhưng mà người ta đâu có ăn đâu mà chị cứ suốt ngày chị bắt người ta ăn hoài vậy không mà thật sự là con giỏi đó nhìn nó béo ngậy ha nhìn nó múp miếp không dám dễ đâu thương. con đó ấm nhộm nhách à ừ. cái con mà phước ăn mới bự một một nấm tay đuông dùa nè mới bự chị chị không nhớ là ở cái lúc mà phước ăn là ăn cái con đuông mà nó bự như vậy nè Bạn bự hai ngón tay nè ủa vậy là con đó thật chứ không phải là vfs luôn hả trời ơi ủa vậy sao chị đâu? sao lại <laughs> thiệt chị đang, luôn đó. chị đang sống trong thời đại quá văn minh nhưng mà đó. nói nói thiệt là em cũng muốn vẽ lắm á nhưng mà tại vì cái việc mà nuôi con giò nó rẻ tiền hơn cái việc vẽ con giòi quá cho nên là em chọn chứ không thôi nếu mà vẽ mà rẻ là em vẽ rồi đó ừ. Tức là mình có ekip để nuôi đàng hoàng, tính toán Đúng rồi Để tới ngày mà nó sinh sôi nảy nở Vào cái thời điểm vàng nó có cái kích thước đẹp như mơ Thì Đúng mình rồi. để giao cho Khánh nuốt vô miệng Đúng rồi uhm. Nhưng mà anh nói thiệt với em đi là ví dụ mà bây giờ anh vẽ Với lại làm thiệt thì anh cảm thấy cái nào thì nó sẽ đẹp hơn Hay là hai cái nó sẽ như nhau Không, mình vẽ là mình sẽ chủ động hơn chứ mình vẽ là mình sẽ anh đã vẽ là anh đã chui ra từ lỗ mũi hay là trong mắt em hay là trong lỗ tai ra chứ bắt mới anh phải vẽ trong miệng chứ mệt nhưng mà khánh nè cái bộ phim mà 80 phần trăm là vfx rồi với những cảnh rất là phức tạp đúng không khánh Dạ. Yeah. thì mắc mớ gì không thể vẽ thêm một con giòi mà bắt mình phải ăn con dòi thật em có suy nghĩ tới điều đó không có em có, em có suy nghĩ em có suy nghĩ nhưng mà mỗi lần mà gặp anh Ngọc á, anh Ngọc cứ kiểu à, giống như là một người đạo diễn khổ lắm, nói chung là ảnh lên đoàn ảnh khổ lắm, ảnh ốm nhơ mà, mà mặc ảnh ảnh mặc đồ thể dục rồi ảnh đổi nón, xong rồi sáng sáng ổng uống rờm rờm, mình nào ổng ngồi ổng cầm đi cà phê, rồi ổng gặp ai ổng cũng than khổ hết trơn á, cái vô thức chung á mình cảm thấy là ok cái đoàn phim này bây giờ họ khổ quá, mình phải cố gắng mình cứu họ pha này thôi, chứ bây giờ dễ là không biết có kịp hay không không biết có kịp hay không tại vì mình biết là bây giờ ông ngọc là bây giờ cái tâm lý ổng không có ổn định rồi Lúc ổng cười giống như vậy nè. Ồ ừ, nhìn ừ. biến thái lắm em. Ờ à, mà ổng cứ cười động viên á chị hiểu, chị hiểu với em không? Ừ. Ý là ổng cứ gặp em hay kiểu mà ổng động viên em á mà cái nụ cười đó thì em lúc nào em cũng kiểu ấy là động viên chưa? <laughs> cái kiểu là động viên hay là đe dọa đi đúng không? Đúng rồi cho nên em em cũng áp lực lắm. Nhưng mà em em cũng may nha, cũng may là nhờ con dồi đó thì em với cái nhân vật của em nó đã lên được một cái tầng khác rồi. Ừ. Thật sự là lúc đó khi mà em bỏ con dồi vô miệng á là em không còn sợ em mất gì nữa trong cái bộ phim này hết trơn á cái chuyện gì em cũng có thể dám làm ừ <laughs> tính ra là trong cuộc đời làm diễn viên của em từ nay trở về sau làm gì còn khó khăn nữa đúng không không em nghĩ chắc còn khó khó không nữa còn... cho <laughs> em vui khó nữa đi cho em vui nhưng mà trong thời điểm hiện tại á, trong cái thời điểm đó á, thì cái 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 việc mà đóng phim này á, nó là một cái sự khó khăn vô cùng và nó 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 làm bứt phá giới hạn của em luôn á em bây giờ nha, để mà nhìn lại bộ phim á tất nhiên là em sẽ cảm giác là Em còn có thể làm hay hơn được nữa. Nhưng mà đó là cái cảm giác thôi. Chứ trong thời điểm đó, cái khả năng của em, em đã cảm thấy là ok, tôi đã làm hết như, sức rồi. Cho chị hỏi nè. Dạ. Yeah. Em có sợ là mấy con mà lúc nhúc lúc nhúc không? Kiểu em như, như là giòi hay là đuông hay là sâu gì đó. Sợ, sợ lắm. Ừ. Em, em là người ở sạch, sợ mấy cái đó lắm. Ừ. Ủa mấy con mà... nó sạch mà em làm như nó dơ vậy. Không... <laughs> tại vì ngọc là nuôi trong môi trường trái ổi rất là sạch xanh rồi xong rồi có thể là trước khi mà đưa vô miệng em là đã xịt khuẩn rồi không chừng không đó. có xịt gì xịt là chết con đó không có nhúng nước có nhúng nước nước cũng chưa chắc <laughs> không có bỏ ra ly nước rồi rửa đó là hoàng. em chỉ nghĩ đơn giản là à, thì tôi cũng đã thấy có những cảnh người ta cầm trái ổi người ta ăn trái ổi thì lớn ăn luôn con dồi rồi đúng rồi thì bây giờ mình trong cuộc đời người ta cũng đã ăn ổi một lần rồi có ai thông báo google đâu có nói là ăn ổi mà có dò là chết đâu. Đúng thì, rồi. Thì em cũng lấy vào niềm tin đó thôi chứ thật sự em cũng sợ. Ủa mà sao em sợ? Ai mà đi sợ ăn dò chết trời? Em hỏi ổng là anh Ngọc ví dụ đặt trường hợp anh là cái người diễn viên đóng phim này anh có dám bỏ con dò vô miệng không? Anh Ngọc nói không. Anh là anh không rồi đó. <laughs> anh nói cho mày nghe, anh là anh không. Còn nếu như mà trong trường hợp mày không dám làm thì tao sẽ bỏ vô miệng tao trước cho mày có niềm tin còn hỏi tao làm hay không thì tao không ủa <laughs> ờ, vậy sao em không có gài độ để ngọc bỏ vô miệng đâu Trời trước? giỡn quá lúc qua căng thẳng lắm còn có bốn con giò, có bốn con giò và bỏ con vô miệng em rồi bắt con có ba con <cười> <cười> diễn viên người ta diễn mình phải trân trọng từng diễn viên một chứ chị chị ủa mắc cười quá đã lỡ nuôi dòi xong nuôi ba bốn hũ đi có lớn đủ không có kịp chị biết Hả? cái đám dòi đó là cái hệ sinh thái nó một đống như vậy Đúng nhưng rồi. mà nó chỉ lớn có một vài con đủ miếng thôi thì mình nuôi ba bốn hũ hũ ba bốn con là gom lại được nhiều rồi ai mà chăm nổi trời ơi, nổi chăm tụi nó thôi là thấy trời cực rồi đó. nó được ở à bế dữ lắm. Ủa oh. nhưng mà em sợ giỏi tại sao trước khi đóng mà em nhận được lời mời em còn đi em Google search em coi hình ảnh nó làm chi vậy? Ừ, em 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 tại chắc con người em thì em làm cái gì cũng phải tìm hiểu tí xíu để cho em có lòng tin. Đó. Tại vì em nói rồi em chưa chuẩn bị tinh thần để bỏ con dầu vô miệng. Em cũng không biết là có ai từng như em chưa cho nên em nghĩ là em search google để em tìm hiểu thông tin thêm nhưng mà thật ra google nó cũng mập mờ lắm giống như kiểu là em search cái câu em nhớ em search cái câu là bỏ con dồi vào khoang miệng có chết không trời google nó gặp tam tai của nó rồi nó nhận cái thông tin nó trả lời một cách mà kiểu giống như là nó cũng rối với em luôn á đó. đó thì em nghĩ là thôi chắc cũng mình cũng sợ dầu nhưng mà mình sợ là không đóng được cái vai này hơn tại vì lúc mà em đọc cái phim này em cũng đọc kịch bản trước em cũng đọc trước là có ăn dầu nhưng mà cái điều đó thoáng qua trong đầu em lắm chỉ khi ra phim trường thì mình mới thấy nó là vấn đề thôi. Ừ. Nói thiệt cả nha, là cái phân cảnh đó của Khánh á, uh, thứ nhất là ăn dồi và thứ hai là tương tác với dồi là cứ, cứ ăn dồi <laughs> <laughs> cái đó là là nền điện ảnh thế giới là là lên án mình đó tại vì trong tất cả các phim điện ảnh không bao giờ có cảnh giết hại động vật hết đó chị đừng có nói như vậy em là người hiểu biết chút chút dù không hiểu biết nhiều nhưng mà tất cả những cảnh sát được. hại động vật là không bao giờ được quay trực tiếp và con dòi không... mà mọi người thấy trên phim á sau khi nó quay xong một cái là anh Ngọc chính tay phóng xanh đàng hoàng em phóng xanh đi đâu? đâu đâu vẫn để nó vô cái hệ sinh thái của nó rồi thả ra ra cái gốc cây rồi đó thôi chứ giờ làm sao thì cũng thấy nhưng mà tóm đi. lại đó là cái cảnh đó. Nhưng mà thật sự ra chị thật sự là em bị em bị uh, mà tiếc á. Uh, ra là em em lúc uh, tự nhiên nhìn Khánh em mới phát sinh ra cái đó chứ ban đầu là em định thả một đống giò bò lúc nhúc trên gương mặt Khánh thôi. Nhưng mà tại sao em nhìn Khánh uh, em lại có nảy sinh ý tưởng là cho Khánh ăn. Xong rồi tự động là tự nhiên lúc lúc đó là tại vì á uh, em em tự nhiên khi mà ra xét nó mới bật ra những cái tia sáng <laughs> thì uh, ban đầu là em để cho diễn viên nằm thôi và bắt đầu diễn viên bị bị tưởng tượng là mấy con giò nó bò đây trên mặt em định thả đầy nữa kìa xong rồi cái khi mà ra đó em thấy ít giòi quá <cười> <cười> ít dễ giòi. thêm không không có dễ đi ra mua mấy cái con uh, con cho chim ăn á ừ. thì em không thích mấy cái con đó rồi con gì em sâu thì đó đại loại là cái con màu vàng vàng á ừ. thì em có không phải con này nó không phải là con giòi Ừ. Nó bị lên men á. Cái con đồ ăn nó bị lên men á. Thì nó mới là con giòi. ừ. Thì em mới có ít giờ quá. Vậy thôi giờ bỏ vô miệng đi. Chắc cũng đẹp. Nhưng mà em mang tội lỗi rất là nhiều. Tại biết gì sao không? Là ừ. chị coi xong á. Chị là một người đảo bánh mì. Là không ai dám ăn bánh mì. Xong rồi là chị. Thứ nhất là chị thấy dòi, Cái thứ hai. Chị mới là mang tội lỗi á chị. Chị đang tạo nghiệp á. Khánh á. Lại còn ói quá chừng lên như vậy mà cái cảnh đó nó gây ám ảnh ơi chị hiểu không tức là chị nhìn cái chị sợ luôn á mà chưa kể cái phần đầu của ngọc phước nữa là cái 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 thử thách cuối cùng mà ừ. ăn con đuông rồi cái này kia tùm lum á rồi ăn luôn cái phần này của mình nè trời ơi chị xong là chị bị sợ đồ ăn luôn á mà ngay cả lúc đầu là khi mà uh, phước là ăn uh, bún bò là chị cũng thấy bún, cái tô bún riêu, bún riêu bún, bún bò, cái bún, mắm, nước đúng không? bún mắm, bún mắm, bún mắm, oh, bún mắm. là cũng đã sợ rồi tại bình thường đối với chị là các bạn mà mút ban á là chị thấy clip là chị cũng next à, tại thấy một cái tô đồ ăn á mà nhiều mà cứ bạn mút mút vô miệng là tự nhiên chị bị sợ chị ừ. sợ thôi nhưng mà thật ra là lý do tại sao người ta có nhiều người coi chị tại vì thực ra trong cái thành phần mà ngoài cái thành phần sợ ra có thành phần là ví dụ như con đang ăn đang đút cho con ăn á coi cho con coi coi cho coi con con coi <laughs> cho con coi rồi á hả à, những người à, à, thèm đồ ăn á họ coi nhiều lắm đó, chứ không phải ai cũng next như chị đâu thì dĩ nhiên nhiều cho nên nó mới thành cái trào lưu nhưng mà ý mình đang nói là cái góc độ cá nhân mình á mình không có Chị Quen có cảm thấy đó. mình bị tiêu cực quá không? Thấy ghê. À, mà đó. nhất là ví dụ như bạn nào mà ăn thịt mỡ heo á, có mấy cái mức bang như vậy á, mình thấy xong cắn một cái rồi mình ám ảnh luôn. Thành ra là chị xem cái nhân vật đầu tiên của Ngọc Phước á, là chị đã có mấy đoạn chị phải um, kiếm điện thoại mở ra xem tại vì chị không chịu được. À, thì ra là vậy. Vậy thì ừ. bây giờ mình có cái suy nghĩ tích cực hơn rồi tại vì có nhiều lúc mà em em ngắm nghía mọi người á thì em coi coi là ai đang coi điện thoại chắc là đang bận việc gì đó chắc sắp đi rồi hay đó em lo lắng về cái cái phim mà sau khi và sau mọi người nói là nhiều phim dồn dập cuốn hút lắm mà tại sao có những cái giây phút mà họ mở điện thoại ra họ coi chết rồi vậy là nó không nó không dồn dập chỗ nào mình phải dồn dập hơn kiểu vậy á ai nói em chuyện đó vũ coi điện thoại không em nhìn thấy có Anh, không có tại vì trong mấy cái màn khi mà chiếu á thì uh, ai mà bật điện thoại lên màn hình nó sáng lên nhưng ôi màn mà 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 hình ta chị... tắt tối rồi có đâu. ừ ờ, nhưng mà đại ý là chị không có xem được mấy cái đoạn ghê như vậy và cái đoạn của quốc khánh á thì thật sự là nó làm mình ám ảnh thêm chị nghĩ chị thích cái phim này chứ và mình thấy là khai thác cái vấn đề các uh, vấn đề mà ai mà hay xem clip ở trên các nền tảng xã hội xem livestream là sẽ thấy nó rất là quen thuộc như là hơi thở hàng ngày luôn và những cái câu chuyện trong phim thì ngoại trừ cái chuyện mà ngọc phước ăn cái này ra đó thì còn lại là đâu đó ở việt nam và ở các quốc gia khác cũng đều xảy ra thật không có cái gì mà lố ở trong đó hết nhưng mà tất cả mà dồn vào một hai nhân vật thì tạo cái cảm giác là nó dồn dập một chút xíu thì mình xem mình mới thật sự là sợ và đây là cái phim mà chị thấy là làm đúng khí nhất ở cái mảng live chứ hôm đó nay thì cũng xem một số tác phẩm của hàn quốc rồi nhưng mà mình cũng cảm thấy là họ không có đề cập đúng khía cạnh và trực diện như là cái ngọc làm Trời. Thành đâu có nước nào mà, mà mà có số lượng mà streamer đỉnh như mình đâu ô ừ, cũng... em làm sao mình bằng trung quốc em không nhưng mà <cười> 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 thì đâu có nước nào mà có streamer đỉnh của mình như mình mà sao trung quốc đâu ôi trời nữa lại nữa nhưng mà khánh là ngoại trừ cái câu chuyện là ăn giỏi đi thì những cái phần mà mang yếu tố gọi là hơi hành động xíu gọi là hành động thì cũng không đúng nhưng mà bắt buộc là cũng có chạy rồi cũng có né đánh này kia những cái phần đó em có vất vả nhiều lắm không không nếu như mà để mà nhìn lại thì em còn muốn em còn có thể làm mệt hơn nữa tức là nói chung là những cái cảnh mà chạy thì anh ngọc biết là em phải chạy thật anh ngọc không có giận đâu nhưng mà chỉ là anh ngọc anh ảnh anh yêu cầu thôi anh yêu cầu cái hơi thở đó cái nhịp thở đó và em hiểu anh ngọc cho nên em biết được là không thể nào diễn ra được cái kiểu đó được chỉ là thật từ bên trong cái sinh lý của mình á cái cơ thể của mình nó 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 thật phải thật sự là mệt thì mới ra cái hơi thở đó mới ra cái 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 cái, cái ho đó hành động đó thì lúc đó em chạy thì chắc luôn không hiểu sao lúc đó mình khỏe quá mình chạy cỡ nào mình cũng cảm thấy mình hả còn ok á đến khi mà ổng dần mình tới mức độ mà ổng quay không biết ông cố tình hay không mà ổng quay tới sáu bảy tám cái gì đó là lúc đó là cái test em mệt thật sự. Chắc là muốn dần em cho em mệt nó ra đúng nhân vật. Về hai cái dò sổ ra nhưng mà về vẫn cảm giác là học được rất là nhiều trong cái việc đó. Tại vì từ trước giờ ít có cái vai diễn nào mà cái người đạo diễn ra yêu cầu những cái yêu cầu ngộ nghĩnh như là không ngọc không <laughs> ngọc, ngọc. ngọc còn nhiều cái mới xài 10% trăm công lực dạ em, em biết em biết, em biết cho nên là cái việc mà để em 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 chinh phục đó nó cũng mới lạ với em nhưng mà em thích em thích cái việc đó cho nên là em cũng đu theo ổng lắm Ừ. là mình quay 6 vẻ thách xong về khương ngọc nói anh lấy thách đầu tiên đúng không cũng không có thể em cắt bầm. thực ra là em cũng hồi hợp á tại vì chưa có phim nào mà em làm việc mà em hồi hợp như phim này tại vì em tại vì lúc đó là khánh uh, sức khỏe không có không có tốt lúc đó là khánh uh, uh, có nói trước là kêu chết cha giờ sao ta ta uh, bây giờ em lúc nào cũng phải nhìn cái trạng thái của diễn viên á là lúc nào em cũng phải nhìn chồng chập chồng chập chập vô hai cái diễn viên của mình Phước thì thì bị bị sốc sốc ớt. Không biết ăn cay nhưng mà bị ăn trúng cái cái tô mì đầy đầy ớt. Ủa, chị đang rất là thắc mắc đây. Cái cái vụ mà thử thách ăn cay của Phước á là cái thử thách mình biết ở trên phim là cái thử thách đó nó có thật. Nhưng mà đâu có nghĩa là mình phải bỏ ớt thật vào em. Mình phải tức là mình sẽ hỏi diễn viên chứ tức là mình sẽ hỏi nhân viên là bây giờ ví dụ như giống như là Khánh hay bất kỳ Phước ai cũng vậy em hỏi là bây giờ nó sẽ là như vậy nè giờ anh sẽ có hai cái phương án một là em diễn cái đó hai là anh sẽ hỗ trợ cho em cái tương tác đó bằng uh, vật liệu chất liệu và nguyên liệu thì em chọn cái nào vấn đề là Ngọc Phước có ăn cay được không vấn đề là Ngọc Phước uh, lúc đó em cũng không biết nữa thật sự là không biết em nghĩ là Em chỉ có nói với lại đầu bếp á là cái tô mì đó bây giờ chỉ cần làm hơi cay cay cho diễn viên có cảm giác thôi là được. Xong rồi không biết mà đầu bếp á bỏ như ra 10 gói ớt bột <laughs> à. gì á. Tức là cái cay mà Phước ở trên phim là cái cay thật cái hả? Cái thể. Tới bây giờ em vẫn chưa hỏi Phước là cái đó uh, Phước uh, cái ngưỡng ăn cay như thế nào hả? Chưa, em hỏi rồi chứ. Mà ừ. Phước sau cái đó Phước hận em lắm. À vậy là hiểu ha Ờ à, ánh mắt hận thù dữ lắm Lúc, lúc đó em mới biết ừ. Tại vì lúc đó em trong đầu em có quá quá nhiều thứ suy nghĩ á à, đó, thì quay lại câu chuyện của sức khỏe Khánh đi Thì mình nói là Cứ mỗi lần mà mình diễn cái gì á Mà nó hơi liên quan tới hành động Hay là nó liên quan tới sức khỏe làm là mỗi lần mà xong một test á Là em cũng hơi sợ kêu Không biết là Khánh nó còn chạy được bao nhiêu test Mà em cũng không bao giờ hỏi đó Tại vì uh, diễn viên người ta đang diễn á thì em không có đụng chạm gì tới cái chuyện là em chỉ nói về cái chuyện nhân vật nó như thế nào thôi. Em không bao giờ hỏi là em có ổn không, em mới chạy được nữa hay không hay là sao. Còn khi nào mà em nhìn cái diễn viên đó, mà thấy họ có vẻ có 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 tín hiệu mà xuống sức hay là có vấn đề gì á thì em sẽ dừng lại. Ừ. Vậy là <laughs> em không có dấu hiệu xuống sức luôn á Khánh. Em chỉ sợ là em làm không ra thôi, em nói thật á. Em trong cái 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 đoàn phim ông, ông Khương Ngọc này nè cái khoảng thời gian mà em sống trong nó giống như là em đang ở một cái thế giới nào khác á giờ để mà em quay em nhớ về em trở về thế giới đó em 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 bước vô khó lắm tại vì cái khoảng cái khoảng khắc đó nó nó khác mọi thứ nó khác bây giờ em em còn nhớ lại em chỉ nhớ là những cái áp lực về thời gian nè những cái áp lực mà những cái yêu cầu mà khác về nhân vật tại vì cái điều khó nhất trong cái phim này á, là anh Ngọc yêu cầu em là không được làm những cái gì mà người khác đã thấy em rồi. Ừ. Em không được làm những cái đó. Mà những cái gì mà người ta thấy em á, là những cái phản xạ tự nhiên nhất của con người em. Mà em... nó nhiều mặt rồi đúng không? Dạ. Yeah. Em, 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 khi mà đến mức độ mà em khi em diễn cái này, em cảm thấy em lại là chính em nữa. Bắt đầu em bị sượng, bắt đầu em phải dừng lại, chỉnh từng cái chân mày từng cái ánh mắt. Từng cái, miệng, ừ. từng cái khóe miệng, từng cái khóe miệng mọi thứ mà khi mà mình biết mình chỉnh như vậy á thì nó sẽ mất tự nhiên. Thì bây giờ mình phải tập như thế nào cho cái sự mất tự nhiên đó một cách tự nhiên. Đó cái là cái điều mà em với anh Ngọc nó trong cả quá trình phim hay anh Ngọc luôn nhắc em luôn nhắc em. Và đúng là cái việc là anh anh Ngọc là một người có ốc quan sát siêu nhiều, có một cái điều em siêu cảm động luôn, chưa bao giờ nói với ông này đó là cái ngày mà em nhớ ngày làm việc thứ hai á chứ tự nhiên cái mình thấy ổng làm việc cái kiểu mà khác với những ngày bình thường tức là tự nhiên cái cách làm việc khác tức là cách trao đổi về nhân vật cái cách trao đổi về cái nội dung cái phân đoạn nó khác và cái cách quay cái cách kết thúc cái scene nó cũng khác cái cái em cũng tò mò cái em không sao mấy nay anh làm anh ngọc làm gì khác quá vậy kì anh ngọc mới nói chuyện với em là anh phải quan sát em để mà anh hiểu cái nư em như thế nào để anh phải thay đổi cách làm việc rồi cái nư đó em thấy như sao cái nư đó khó diễn tả bằng lời lắm. Nhưng mà anh Ngọc hiểu em. Tức là chưa bao giờ có một cái đạo diễn nào nói là ờ anh sẽ thay đổi cái này vì em. Wow. Chưa. Yeah. Tôn Vinh Mới 10% công lực thôi. Chưa Ủa, bao giờ. Ghê ghê. Nhưng chưa mà mọi giờ. người thấy một hình ảnh của khách khác rồi đó. Mọi người thấy chưa? Quá dữ quá dữ. Nhưng mà cái đó là cái khó của Khánh. Những nãy giờ chia sẻ. Còn cái khó của Ngọc trong cái tác phẩm này là gì? Thì uh, đó cũng là diễn viên thôi tức là ngoài cái cái phần phần cứng á, là tại vì cái câu chuyện là em nắm nó rồi thì cái câu chuyện là nó nó em hoàn toàn tự tin với câu chuyện rồi à, em không sợ gì về cái công nghệ à, nhưng mà cái khó nhất á là à, VFX chắc chắn à, nhưng mà cái VFX nó khó là nó nó khó lây tới diễn viên luôn tại vì toàn bộ diễn viên phải diễn với lại toàn bộ là màn hình xanh hết diễn viên đâu có cái gì đâu và diễn viên phải tưởng tượng là tới cái đoạn đó nó sẽ có cái hình đó tới cái đoạn đó nó có hình đó tới đoạn đó nó có hình đó mà toàn bộ là phong xanh hết mà tưởng tượng coi diễn viên người ta diễn điện ảnh người ta cần cái cảm giác tương tác thật anh bắt diễn viên người ta chui vô cái phòng xong rồi anh kêu tưởng tượng là toàn là cái màn hình xanh nguyên cái phòng thi cuối cũng toàn là màn hình xanh nói diễn viên tưởng tượng là cái này là em đó này là là bạn kia này là bạn nọ gì đó rồi tới lúc này người ta đang gì nè thì thì chị mới thấy được là diễn viên em giỏi cỡ nào ông khánh với lại phước là hai bạn thực lực mà không thực lực thì thực lực chứ chị nhưng mà cái việc mà bắt tương tác với lại một cái thứ giả thì thì có thực lực mấy thì nó cũng phải khó khăn đó. rồi cái thứ hai là hai diễn viên chính thì bây giờ mình phải tìm cái cách nào đó để khai thác diễn viên mình mình đào hết tới tận cùng của cái khả năng diễn viên đó mà không làm cho họ bị khó chịu mà không có phải thị phạm họ và không bắt họ mô phỏng bất cứ một nhân vật nào à, và tất cả những điều mà khánh nói á, là lý do mà tại sao mà khi mà khánh làm ra cái điều đó thì nó sẽ không giống ai hết thì tại vì à, em chỉ có một điều duy nhất thôi là nếu như bạn làm cái điều đó bằng cái cảm xúc chân thật á nếu như bên trong mà không có đừng làm còn nếu nó là cảm xúc chân thật thì nó sẽ được thể hiện ra cái gương mặt một cách chân thật còn nếu như mà bất kỳ một diễn viên nào mà chỉ cần diễn mà bên bề ngoài á, thì uh, giống như đi ngược vậy đó thì uh, thì người ta sẽ nhận ra cái điều đó ừ. thì cái việc khó của em đó là ngày qua ngày em phải ngồi em sắp xếp là ngày hôm nay là diễn viên sẽ ở cái đoạn nào và mình phải làm như thế nào để cho diễn viên ở cái đoạn đó trước cái đoạn đó và làm sao họ nắm được cái đó để mình dẫn dắt họ đi tiếp cái đoạn tiếp theo và trong trường hợp nếu diễn viên họ bị bị uh, bị khủng hoảng thì mình sẽ phải làm như thế nào để cho họ có thể trở lại bình tĩnh để họ có thể tiếp tục họ làm cái đó chứ em không phải là dạng là kiểu uh, giống như là uh, cứ muốn cảm xúc thật đó là ví dụ như uh, muốn diễn những, những viên mà diễn mà mà té thật thì uh, thì đi tới đó xong rồi lén lén bẻ gãy cái chỗ đó xong rồi cho diễn viên té cái đùn để lấy cảm giác thật không, <laughs> không có chuyện đó hay là diễn viên muốn nổ bom á thì thì uh, chạy tới chỗ đó mà lén lén gắn mình cho nổ bành lên gì đó không có không có chuyện đó cái gì em muốn làm em sẽ nói trước ví dụ như là em sẽ diễn với con sâu em diễn không em sợ không thì nếu diễn viên nói là không vấn đề gì thì em mới tiếp tục thực hiện còn nếu diễn viên nói là em không làm được nha anh ơi giống như em từng làm gì với hoàng mèo á thì hoàng mèo nói sợ rắn thì như, như người khác là cái anh phải làm cho bằng được anh phải ôm cái con rắn đó tới tôi không không có chuyện đó nếu như diễn viên không làm được thì mình phải tìm một cách nào đó để diễn viên có thể làm một cách tự nhiên nhất thì cũng cuối cùng cũng ép người ta làm không, đúng không, không <laughs> làm không không có cho làm không nếu như mà thích thì vô đây chơi <laughs> còn không thích thì thôi cái kiểu của anh ngọc là sẽ đúng rồi tức vậy. là là em không ép gì hết á ừ. và em cũng không có không có bắt buộc tức là nếu mà tới cái ngưỡng đó mà cảm thấy tới đạt tới giới hạn rồi cảm thấy mệt rồi thì thôi được rồi mình lấy cái đó đi rồi anh về anh xào nấu xong ừ. um, em ăn tính ra mấy ổ bánh mì vậy cũng không em cũng không nhớ nữa tại vì mỗi ổ bánh mì em ăn có một cái hai cái à nó lại phải reset một cái mới ừ. thì đúng rồi để cái rắc co đó đúng rồi ừ. nhưng mà có một cái điều thú vị là cái bánh mì trong em ăn em ăn em review bánh mì chua đó đó ừ. là đàn phim cũng dắt chanh thiệt vô trong đó cho em ăn cho cảm nhận thấy cái vị chua cho bánh mì như thế nào là em ăn bánh mì trong phim nào bánh mì chua thật mì chua thiệt Ác dễ sợ. Không, em có hỏi trước. Ôi nhưng mà cái trường đoạn đó đâu cần phải xịt chanh cho nó chua đâu. Không, không phải không... được, em em là người yêu cầu đó. Đúng rồi, em phải hỏi chứ. Em yêu cầu thiết kế trước. Em kêu thiết kế dắt cho em một cái miếng chanh <laughs> trong đó. Nhưng mà thiết kế em còn nhớ mắc cười lắm, em mở ổ bánh mì ra là em thấy trong đó dắt chanh mà kiểu đừng cho ai biết mà dắt hộp chanh nó đây <laughs> trong ổ bánh mì. Nhưng mà khi mà em 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 hiểu một việc là em sẽ không bao giờ biết cảm giác cái miệng anh cái miệng mình nếm thử cái ổ bánh mì nó chua như thế nào nếu như cái ổ bánh mì nó không có chua thật em chưa bao giờ từ nhỏ tới lớn em chưa ăn một ổ bánh mì hư nào cả thật sự cho nên cái việc mà em diễn một ổ bánh mì chua cái cái một cái một cái sự diễn đó em không phải là em 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 chưa trải qua em em muốn trải qua thật may mốt á rút kinh nghiệm á ngọc dù gì nữa mai mốt mà khánh á có đòi kiểu vậy á bánh mì á em phải để ba bốn ngày ăn cho nó ra cảm giác quá thôi. trời rồi, <laughs> quá dữ dội luôn á ủa tới dòi mà còn làm được cho nên đồ ăn ba bốn ngày là bình thường rồi là mình tương tác chị đừng có nói bắt là <laughs> những biết ăn dòi nữa mang tiếng quá trời mang tiếng sát xanh em rồi còn sợ sát xanh nữa chứ thì có chứ không ngờ là cái phòng này nghiệp nhiều dữ vậy ủa nhưng mà phước á là ăn nhiều hôm ta thuốc ăn rất nhiều nhưng yeah. mà mà thì nó bao tử con người sao chịu nổi ăn nhả ra chứ sao ăn thiệt không nhưng mà ý là tại những cái mình cú cũng nào mà nhiều đúng thách, rồi đúng những cái cú mà cái 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 lon á là em phải phải nuốt tức là trừ mấy cái con độc hại thôi bò cạp rắn rết rồi đó là phải nhả ra nhưng mà mấy con đó là thiệt luôn cái gì cái đó người ta có bán trên mạng á chị mắc lắm á con bò cạp với lại con con nhện nó là bán trên mạng đó con đó là bán thiệt ăn thiệt đó là cái con mình có thể ăn thiệt luôn đó hả? đúng rồi đúng. cái con đó là người em phải đặt mua nó mắc lắm đó chị cái con đó là hai cái con đó là không phải là đồ giả đâu nó là đồ ăn thiệt đồ ăn được thiệt ngon nha vấn đề là nó ăn và nếu như ai thích cái vị của nó giòn 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 thơm thơm thì cũng có thể ăn một cái dĩa đó là mua thiệt đó con dế và con nhện và con bò cạp là em mua thiệt đó chị hai dĩa đó là em ăn rồi thử rồi hả Khánh? em chưa ăn sao mà, mà em còn khen ngon em chưa <laughs> có cơ hội thử tức là tại vì em em nghĩ là phải có một cái lý do nào đó thì con người ta giống Đúng như mới mới ăn một cái, một cái món ngon luôn á người ta bán cả một cái uh, thành phố mà thì em nghĩ chắc cũng phải có cái lý do nào đó ngon tại vì chị xem á mà chị tính những cái thách á mà là lên hình thôi á của phước á là chị đã thấy cái tỷ lệ tinh bột là nó đã vượt quá cái cơ thể của phước rồi ừ. Đúng rồi. Thành ra là lúc quay mình còn phải chắc phải quay nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Ừ, sẽ mệt lắm. Chị, chị thấy chị thấy em phải tính được cỡ nào để cho diễn viên không có bị sốc không? Phải tính tức Vậy là Em diễn tính cỡ nào? Thì em phải tính chứ. <laughs> em tính cỡ nào xem giải nói cho chị nghe được mất nghề em mới. <laughs> đó em mới mất 50 là hồi nãy trăm giờ mất thêm trăm nữa là 15% rồi đó. Ừ. <laughs> mất 15% công lực. Mà Khánh có để ý không là diễn viên những cái phim khác á, trời nhân vật chính người ta lung linh lắm mà hai nhân vật chính trong cái bộ phim này em với lại là... Phước đẹp nha về. đẹp hả đẹp em thấy đẹp em thấy Phước đẹp và Khánh đẹp nha chị đừng có nói vậy đẹp là cái nhân vật đẹp thôi đúng cái nhân vật đẹp thôi chứ mà nếu mà so bên ngoài là tàn tạ không đẹp. Trời không, em cái... em em vẫn thấy đẹp. Chắc là em đạo diễn với là diễn viên chính cùng gu hay sao á. Coi phim em cảm thấy đẹp mà. em rất đẹp. Đẹp. Em thấy em đẹp mắt là lúc đánh em ối á. <cười> <cười> em nói thật, em nói thật. Tại vì á em không phải là nhìn góc độ đẹp theo kiểu mà rồi góc khúc này, góc cạnh mặt vuông hay là cái gì. Những cái lúc mà em ối, những cái lúc mà em mệt mỏi mà em chỉnh clip mà cái mặt em nguyên cục nọng ở đây nè. Em em cảm thấy những lúc đó hả? nó giống như là một cái camera ở đâu quay lén trong nhà mình á mình chả cần chuẩn bị cái việc đó nó đẹp hay không á mà em thấy cái việc nó 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 rất là thiếu tức là em thấy cái việc đó rất là ít cho nên là khi em thấy nó thấy rất là mê em có bắt khánh hồi đó là phải nhịn đói mấy ngày để cái cảm giác mà nó quá đói như là ở trong cái phòng đó có, mà. em có nói mà. có có em có nói mà có có nhịn đói một ngày nhưng mà chịu không nổi chị ơi nhận <laughs> rõ cái cảm giác nhịn đói cả một ngày ấy, nó 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 như một cực hình á thì từ đó em hiểu là trời ơi một ngày đã như thế này rồi đúng rồi ba bốn ngày nó 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 nó, nó thật sự nha như em á ba bốn ngày là em nằm luôn chứ em không đi ừ. thật ra là khi mà mình bị những cái vấn đề về tâm lý á đôi khi mình không có thấy đói đó ngọc đúng không ừ. đó là mình mình cảm giác là thật ra là người mình nó không có năng lượng nhưng mà để ăn mình ăn không vô đâu mình không thấy đói nhưng mà ai mà đau bao tử thì sẽ đau bao tử yeah. thì cái nhân vật đó bị đau tử đứa nào không bị đau tử đó là cái cái chi tiết mà em em hình trong cái phim đó là tất cả những người làm streamer đều bị đau bao tử ừ. hai đứa đều bị luôn ừ. mà thiệt ra đâu có cần phải làm streamer thấy bây giờ người ta đau bao tử gần hết rồi Yeah. Thì đúng rồi, thì bây giờ nhưng mà em ít thấy ai mà để cái cái chi tiết đó lên trên trên phim á đó. Hmm. đó là cái phim này đó, là nó có những cái chi tiết mà em thấy là nó là bệnh xã hội Mà chỉ biết là thực tế là cái phim này tựa đề, tự đề đầu tiên của nó là tên bệnh xã hội đó, chứ không phải tên Lai đâu Wow, rồi lý do gì mình đổi lại? Thì em để dành cho phần sau À, thấy không? Ngay từ đầu tôi <laughs> nó đã nói rồi Cái phim Khổ này tên là, tên là, em muốn, em thích cái tên là bệnh xã hội thôi thật ra tên live mới mới hay và uh, cái concept của cái poster teaser cũng hay rồi cái cách mà giới thiệu bộ phim từng thành viên trong đoàn phim lúc đầu á chị cũng rất là thích nó ra chuẩn cái con concept này ra rất là đúng đó là mượn trong công lực hết chị oh, okay. tính hết từ đầu luôn rồi đó chị <laughs> nhưng mà với khánh nha cái vai diễn này nè Em thấy là tại vì từ trước giờ em cũng đã tham gia rất là nhiều cái loại hình nghệ thuật rồi yeah. Nhiều cái kiểu khác nhau rồi, thậm chí là kiểu đọc thoại luôn Thì cái mà trải nghiệm em thấy thú vị nhất trong cái vai Hoàng review của em là gì? Em nói tìm ra một cái vai nào đó mà hay hơn vai này hơi bị khó nha Ủa tại sao Thì... em mồi cho anh ta, để anh ta trả lời đi Cái điều thú vị nhất <laughs> của em là lúc đầu là em cũng đã nói uh, cũng khá nhiều rồi nó là nó là một cái bản ngã trong người em mà em chả hiểu sao mà khi mà em đọc cái vai này á em lại cảm thấy thương nhân vật của em đến như vậy em cảm thấy thương vô cùng luôn em cảm thấy là nếu như quốc khánh của đâu đó cái thời còn nhỏ cái thời mà mình mới phát triển mình chọn cái con đường là thể hiện cái sự xấu tính của mình ra một cách hết mức để cho xã hội họ phán xét như thế nào cũng được tôi mặc kệ thì đôi khi em là cái nhân vật này không chừng thì sau khi mà em sống trong cái nhân vật này xong cái em cảm thấy à, những cái gì mà em cảm thấy tiêu cực của hồi trước á ừ. bây giờ nó 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 được em giải mã nó một cách nhẹ nhàng lắm em thấy nó bình thường nó giống như là cuộc sống vậy đó nhiều người xem xong bộ phim này họ nói là sao cái kết kiểu căng quá kết kiểu nặng nề tội nghiệp cho nhân vật này nọ nhưng mà thì em nghĩ bình thường sau khi em xem bộ phim này em thấy cuộc sống em nó nó nhẹ nhàng lắm ừ. Tức là theo như Ngọc nói nó chữa lành đúng không em? Yeah. Chứ gì nữa <laughs> Cuối phim khâu mặt lại Chữa lành với nữa Trời <laughs> Thì phải chữa nó mới lành đúng Còn rồi. không chữa nó không lành được Chị thấy không? Thực ra phim em mọi người nói nặng nặng Chứ thực ra nó có ẩn ý chữa lành không đó Ok thì thấy rõ chữa Và thấy rõ là lành nó sắp lành. sắp lành Chưa lành, chưa lành, chưa lành Không biết mấy phần sau có lành không Chứ mà cuối uh, cái phần này không thấy lành lắm Mấy phần sau là những con người khác nữa <laughs> Thì... À, thôi thôi cái điều đó nói rồi nói một cái điều đặc biệt này nó bên ngoài nè ừ. tức là trong cái phim này có những cảnh nó là em không hình dung được là có những ngày em quay một mình em và em không thoại câu nào hết quay một mình em mà không thoại câu nào đúng có những ngày như vậy chị không thấy nhân vật hả đâu có nói chuyện nhiều đâu ừ. không nói dạ. không có sự uh, giao tiếp quá nhiều với uh, người ngoài bằng ngôn ngữ có thể là nhắn tin là nhiều hay là thái độ mọi thứ là nhiều em cảm thấy là chắc là chắc phải hiếm hoi lắm thì em mới được tham gia một bộ phim mà nó đủ không gian riêng tư cho em như vậy rất là thoải mái ở nhà thể hiện những cái cảm xúc của mình ra và cái cảnh đó em không biết có gắn micro em em cũng chả nhớ nữa mình thường đóng phim là phải có gắn cái mic để thu mọi thứ có ngày đó là ngày free có một ngày free lắm thoải mái lắm anh ngọc xuống chỉ kêu là ok lúc này em đang cảm thấy trong đầu em như thế này nè rồi em cứ nghĩ nó trong đầu thôi còn em làm gì kệ em nó có những ngày như vậy á, đó. Ừ. đó là những trải nghiệm thú vị. tính ra là làm diễn viên cũng nhàn. À, không nhàn lắm. không nhàn lắm, không nhàn lắm. thì được ở nhà thoải mái làm tất cả mọi thứ. chị ơi cái nhà đó nóng lắm, cái nhà mọi người coi trong phim chắc mọi người thấy cái tông nó màu xám lạnh lạnh thôi. chứ thực ra đó là cái nhà thô. Đàn phim vô trang trí đồ này nọ ra. đạo diễn là xài quạt máy chị <laughs> hiểu không đạo diễn <laughs> ngồi trên lầu xài quạt máy, còn diễn viên ở dưới bực quạt thì làm sao thu tiếng được. cho nên là em mồ hôi cứ chạy cứ chạy hoài. em thông cảm phim kinh phí thấp tiết kiệm không bây giờ kinh phí mà có có đi chăng nữa không cũng không thể nào nhét cái máy lạnh trong nó, tại vì không gian đó nó không được. Ừ. Đúng giống như là em cảm thấy à, cái này là coi như là chắc cái nghiệp của mình rồi nên mình chịu ngồi quay đổ mồ hôi, đổ mồ hôi một hai ngày đầu, mấy ngày sau không còn mồ hôi để đổ nữa. Vậy là giảm cân không sao tốt. Nó quen luôn. Ừ. À, thì uh, giống như Ngọc với lại uh, mình uh, chia sẻ ở ngay từ ban đầu là mình có những cái dự định rất là chi tiết cho một cái like, phát trực tiếp uh, để coi trong cái phần mà đang chiếu tại các rạp á thì sẽ có mình gọi làm sao ta? Các bạn mất ban hay là làm sao? Cái cái vai của Ngọc Phước gọi là làm sao? Mất cơ. Mất cơ. Mất cơ. Có không có từ đó không? Không có từ đó nhưng mà bọn em gọi là mất cơ. <cười> <cười> coi như là từ đó từ đây nó khai sinh ra đi. Ờ à, vậy hả? Ừ, mất Moc... thì cái người chơi á là mất chơi mất ban là mất có. Uh... Mất nó là ăn á trong tiếng yeah. Hàn ừ. nó tiếng là mất. Mất là ăn, mọt tà mọt tà là ăn, còn ban là cái phòng là cái phòng ăn á. Còn uh, với uh, có như là sao ta? Một cái bạn uh, streamer chuyên về ăn uống, còn với Khánh là một reviewer đúng không? Dạ. Yeah. Nó một reviewer cũng chuyên về ẩm thực là chủ yếu. Tao review tùm lum đó chị. Nhưng mà chị chỉ nhớ bánh mì thôi. Thì bây giờ mình chỉ bóc <laughs> cái đoạn <laughs> quan trọng thôi. Ừ. Đó rồi. Còn những cái mảng mà mình muốn ấp ủ là cái gì? À, em muốn làm một cái mảng về trò chơi. Game. Em. Em. Ừ. em muốn làm một cái mảng về thời trang. Rồi. Về sắc đẹp chứ không phải thời trang. Ừ. Rồi mọi người sẽ để ý năm cái đứa nhỏ đó là năm cái đứa đại diện cho cái đó. Ừ. Khánh ví dụ như là em cũng là một người rất là nổi ở trong cái mảng xã hội gọi là social media đó trên Facebook hay là trên TikTok á thì Thôi, chị đừng có nói vậy em không dám nhận thiệt không tại vì chị biết em là nhờ những cái đó mà mà chị là người mà thế hệ lớn rồi ít khi nào biết mà chị còn biết là tức là mình cũng khá ok đó cho nên là cái vai hoàng này á thật sự là em có cảm thấy là có một cái sự tương đồng với cái cách vận hành con người thật của em bên ngoài hay không và nếu như cho một cái kết của nhân vật Hoàng á thì em sẽ thích một cái kết như thế nào. Bỏ ừ. kết đạo diễn ra. Nhân vật Hoàng. Hmm. Nếu như mà là em thì chắc em vẫn chọn cái kết như anh Khương Ngọc. Tại vì đối với em không có một cái kết nào hết trơn á. Cuộc sống nó vẫn đang vận hành mà cuộc sống mình hiện tại chưa có cái kết thì làm sao mình ép nhân vật nó có một cái kết nào đó em vẫn cứ muốn nhân vật nó vậy đó cái kết hay không là do mọi người đặt vào ừ. nhưng mà chị thấy như ở trong phim là cái giá hơi đắt so với hoàng đó ngọc có thấy vậy không em muốn cái giá nó đắt vậy mà ừ. tại vì tại vì nói mình... chung là cũng mặn đúng rồi cái dòng phim á thì mình phải làm cái điều nếu mình làm nhẹ quá thì mọi người coi mọi người sợ gì cũng làm mà làm nặng thì mọi người coi, kêu là coi nó hơi nặng nhưng mà thông thường một cái bộ phim á người ta cũng mong muốn là có một cái gì đó le lói hy vọng mọi đó phía sang. nó còn sống mà có chết đâu trời đất ơi đúng không khi nào em giết chết nhân vật thì mới có vấn đề chứ <laughs> thật sự chứ mọi người thấy nhân vật đáng thương như vậy nhưng mà thật sự trong xã hội nhiều người đáng thương hơn nhân vật rất nhiều ít nhất là nhân vật này còn đó, đúng đó. Không? thì em không dám spoil phim ừ. nhưng mà em nghĩ là cái mức độ mà thảm thương em nghĩ mỗi người mỗi 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 góc độ khác nhau ừ. tại vì em nghĩ là 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 cái việc đó là cái việc mình nên làm tại vì mình đang giả định mà ừ. cái câu đầu tiên của phim mà tất cả mọi sự đều, đều là sản phẩm của tưởng tượng thì mình nếu mình đã giả định như vậy thì mình nên giả định thử coi coi là để khán giả đi về suy ngẫm là ừ giả sử như cái người nào đó mình biết á mà họ 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 bị tới mức như vậy á thì nhiều khi mình gặp họ mình nói là mày đi coi cái phim đó đi ừ. cái phim đó có cái người đang hơi giống giống mày á để mày thấy lỡ như ngày nào đó mày bị vậy thì bây giờ mày bớt lại đi thì như mình cũng giúp chữa lành cho người ta. Ok chữa lành ghê luôn á. Chứ gì nữa? <laughs> nhiều người nhiều người hôm qua gọi em, à, nhiều người gặp em những người mà giấu tên đi nhưng mà Tại khái là họ đã từng sống trong cái khoảng thời gian đó giống ừ. như em và họ gọi điện thoại em hỏi nói là họ xem và họ cảm thấy họ họ nổi da gà với cái chuyện đó. Ừ. Tại vì nó nó họ là vậy. Ừ. Ờ bây giờ thời lượng không còn nhiều nữa hỏi ăn câu thôi tức là với live phát trực tiếp á, thì những cái vấn đề mà liên quan đến mạng xã hội uh, nó rất là quen thuộc như là chị nói ở từ ban đầu uh, chúng ta sẽ thấy có những người rất là dễ dàng nổi tiếng uh, thông qua việc uh, review một cái sản phẩm nào đó hoặc là lên livestream nói một cái chuyện gì đó tự nhiên là hay là ăn uống gì đó tự nhiên cái mình nổi tiếng mình có được một cái lượng follow rất là khủng cái tự nhiên trở thành một người có ảnh hưởng rồi từ đó mình đạt được nhiều thứ nhưng mà cũng chính những cái nền tảng đó cũng như là cái cách thức mình nổi đó là công chúng đưa mình lên thì cũng có thể kéo xuống một cách dễ dàng à, đôi khi tay bay vạ gió hoặc là vì một cái lý do nào đó nhưng mà cái 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 phim của ngọc đó, không có một cái từ ngữ nào để đổ tội đó là do cộng đồng mạng cư dân mạng là chính cộng đồng mạng uh, đóng mở hoặc kép giết chết nhân vật này hay là làm cho nhân vật kia phải điêu đứng hay là sao hết nhưng mà rõ ràng mình xem vào thì mình cũng cảm thấy hơi rợn người là mình thấy là uh, số đông thật là đáng sợ uh, họ có thể uh, và đôi khi là tất cả những gì mà số đông đang đại diện và muốn uh, đè bẹp một con người nào đó hoặc là theo một con người đó uh, nâng con người đó lên chưa chắc nó là đúng chưa chắc nó là sự thật thì không biết đó có phải là một cái điều mà Ngọc muốn nói hay không. À, <laughs> bản thân em thì em lại nghĩ hơi khác tí xíu à, về mặt um, về mặt con người và cái người sử dụng cái công cụ đó để nổi tiếng thì uh, uh, họ làm cái gì đó, thì họ phải chịu cái đó. Nhưng mà tất cả những gì mà cái phim mà em làm đó, là hầu hết đó, là cái phần tác động từ bên ngoài đó, nó chỉ là một nửa thôi. Ừ. Một nửa còn lại là nhân vật tự làm cho nó bự lên, làm cho nó mệt mỏi hơn và sẽ tự đưa mình tới cái kết khá là bi thương đó. chứ không phải là là em không em chia cái nó là 50 50 á, tức là cộng ở ngoài á là tác động vô 50 còn chuyện bạn á là cái người có tiếp nhận nó không bạn vẽ nó lên nó mới là kinh khủng, còn thà bạn đừng vẽ thì thôi nó không kinh khủng đâu. Còn cái thứ hai á là chuyện cộng đồng mạng á cái cái quyền lực của cộng đồng mạng á có hay không? Em khẳng định là có. Nhưng mà cái việc mà cộng đồng mạng đẩy cái con người ta tới cái đường cùng đó thì trong cái nhóm số đông đó em vẫn chia nó ra làm hai. Tức là vẫn có một nửa tham gia và một nửa không tham gia. Vẫn có một cái người nào đó số ít nói lên những điều bạo lực và còn có một số ít tham gia vào một số phần còn lại không tham gia. Chứ không phải là tất cả mọi người uh, một cách là chủ quan duy ý trí là nghe một cái điều gì đó xong mà cứ hùa theo, hùa theo, hùa theo. Cũng có người này, người kia. Cũng phải có đích đáp chứ không có phải là tất cả mọi người đều cứ nghe cái gì tại vì thời đại bây giờ ai cũng tỉnh táo ai cũng thông minh uh, sắc bén hết chứ đâu phải ai cũng dễ bị xúi dục hay là bị uh, bị hùa theo như vậy tức ừ. là khi mà cái chuyện gì đó nó 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 vẫn là ở một cái một cái mảng nào đó thôi chứ nó không phải là toàn bộ những cái người sử dụng ừ. còn khánh thì nghĩ như thế nào uhm, em nè <laughs> 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 em nghĩ thế nào em nghĩ thế nào có em... giống chị không hay là giống ngọc em uh, cũng nghĩ giống anh ngọc ừ. em nghĩ đơn giản thôi nãy giờ thấy cứ lựa đạo diễn nói gì em giống không thật sự là không thật em... ra khánh thấy 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 tương đồng khánh mới nói chứ không phải là em 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 thấy mọi thứ nó em em nghĩ mọi thứ nhìn nhìn em uh, em em nói thật sự nha em không phải là em mong muốn đâu nhưng mà em em nghĩ là em em sẽ không dắt khán giả về một cái kết quả nào hết ừ. em muốn họ cảm nhận thôi và khi mà em xem một bộ phim đó, em có những cái cảm nhận riêng của em và em mong muốn họ cũng vậy em không muốn họ phải cảm nhận thêm phim này nó tích cực hay là tiêu cực hay là gì hết em họ họ muốn cảm nhận sao cũng được Ok và như vậy thì các thính giả đang nghe chương trình chắc là chúng ta cũng sẽ phải nên có một cái cảm nhận riêng bằng việc là ra rạp ủng Đúng hộ Cương Ngọc cũng như là Quốc Khánh, Ngọc Phước và các thành viên <laughs> ngày hôm của nay đoàn nha, phim. Ơi, nhà, ngày, ngày hôm nay nha quý vị ơi ngày hôm nay nha bắt đầu từ ngày hôm nay nha, ngày hôm qua đã chiếu rồi ngày hôm nay đã chiếu rần rật rần rật quý vị ơi muốn vé giùm em nha quý vị ơi bộ phim live stream nha quý vị ơi phát trực tiếp nha quý vị ơi. Phim live phát trực tiếp chứ không có stream Dạ đúng rồi không thôi. đạo diễn mà sao nói sai Không, không hôm nay tụi em đang live stream bán hàng á quý vị ơi Tụi em là sản phẩm của tụi em là bộ phim live phát trực tiếp á quý vị Trên cái kênh live stream này nè quý vị ơi Bắt đầu từ trưa nay chiều nay tối nay là thứ bảy chủ nhật rồi đó quý vị ơi giữ gia đình mình đi coi đi Nói chung là khán giả lỡ coi cái này thấy anh Ngọc thì thôi chứ ngoài đời anh đàng hoàng lắm Chỉ là cái giao diện vậy thôi ừ. Chứ anh thật sự là một con người rất là nghiêm túc và đàng hoàng đó mọi người. đa chưa vâng cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc cũng như là diễn viên Quốc Khánh đã đến với chương trình. Ừ. Xin cảm ơn chị Kim Thanh uh, đã tạo điều kiện cho bọn em làm khách đến chơi nhà Đã được nhìn thấy cái gương mặt của chị mỉm, mỉm 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 mỗi lần đặt ra những câu hỏi Mọi người phải nhìn thấy được mặt chị Kim Thanh mọi người Đúng, à Rất Thì là dễ thương, cu luôn Sợ quá luôn, khi nào em làm phim tiếp vậy? Thì uh, ăn thua lại quý vị khán giả thương, đó. quý vị khán giả nhanh nhanh tay đi mua vé Mà em đi để em còn có điều kiện làm tiếp Tại em đang ấp ủ nhiều quá rồi hy vọng ngày đó lẹ để kim thanh nhìn lại ngọc mỉm mỉm như thế nào <cười> <cười> vâng cảm ơn các thính giả rất là nhiều và chúng tôi xin được nói là chào tạm biệt tại đây xin chào bye bye